Ta tiếp tục về Tam Thiền Bổ Kiết. Ở đây Chư Tổ thì Ngài nói những cái từ mà chúng ta đi học Phật ai cũng biết, từ Tăng Ni cho đến Phật tử, học tất cả các cái lớp giáo lý. Hôm trước Ngài nói sân, cái giới tham, nay Ngài nói sân. Mà cái cách tối trị duy nhất là chỉ có tâm thiền là bậc nhất, còn cái các cái cách tối trị khác cái hiệu quả nó rất là nhỏ, rất là ít. Chỉ có tâm thiền là bậc nhất, nó mới ngăn ngừa cái sân hận. Chính vì thế mà Ngài dạy rằng người tâm thiền đã biết giận hờn là điều làm tổn thương thân mạng và làm hỏng việc lớn. Cái lo Chắc bắt vô đây được. người đem lại sự bất lợi cho ta, hoặc nghe nói người có hại cho ta thì liền nổi sân, lên trận mắt đỏ mặt, thốt ra những lời hung dữ. Có người thì cãi cọ, có người thì đấm đá, có người thì kéo đến cửa quan, có người thì kết hận với nhau. Lửa sân này một phen nổi dậy thì làm cho ngày đêm không yên, cho đến nằm chiêm bao cũng thấy đánh lộn. Cho nên á, cái tổ sư cũng có dạy một niệm tham sân khởi nó có cái năng lực thiêu cả một cái rừng công đức. Nhất niệm tham sân khởi năng thiêu vạn quạnh công đức chi sơn. Cho nên là mình sân hẳn lên rồi thì nó nói ra những lời làm nên mất cái phước, mất cái công đức của chính mình. Cho nên tổ dạy đó là một điều đáng thương, nó còn làm lụy đến đời sau nữa. Người tâm mắt độc thì trong bụng nghĩ hay gặp kẻ thù thì giết chết, người có tâm nhu nhược thì sợ hãi mình mà trốn tránh. Hai người này đến đời sau, người ác thì như con mèo, nếu yếu hơn một chút thì như con chuột, gặp mèo thì liền chết, lại như con thỏ gặp chó thì liền chết, như con dê gặp cọp thì liền chết, như con trùng gặp chim thì liền chết, như tôm cá gặp người thì liền chết, như con heo vừa gặp liền chết, như kẻ thù gặp kẻ hại thì chết. Thật đáng thương tâm, một đời có mấy mươi năm mà thế nào cũng có một lần cãi cọ, một lần xô đẩy, một lần đánh lộn, một lần mắng chửi. Lửa sân nổi lên đỏ mặt tía tai, tạo nên vô biên nghiệp ác. Đời này không biết ăn năn sám hối thì đến đời sau thù ghét, oán giết hại lẫn nhau. Thân ơi, tạo nghiệp hơi lớn thì đọa vào loài súc sanh ngạ quỷ, vạn kiếp tạo tội lớn hơn nữa thì đọa địa ngục A Tỳ, biết đến ngày nào mới được ra khỏi. Tôi xin khuyên quý ngài hãy coi mọi người và loài chẳng phải người đều là cha mẹ, quá khứ của ta đều là chư Phật vị lai. Quý ngài tin biện pháp này của tôi khuyên thì nên dám bảo đảm quý ngài không có lỗi. Từ đây về sau hễ thấy kẻ thù phải mau mau dập đầu lại kẻ thù, nghe người đến hại ta thì mau khóc lóc người ấy rằng tôi là đứa con ngỗ nghịch của người, xin người là cha mẹ của tôi tha tội cho tôi một phen, tôi xin chừa lỗi. Làm như thế người hại thấy ta khóc lóc chẳng còn muốn hại nữa, từ đây đến đời sau lại càng thân mật hơn. Biện pháp căn bổn để trừ sân là đối với quán thân hiểu như cha mẹ, kính như chư Phật.
Phải biết sân giận là mũi tên độc hại người, sân giận là cây đao cắt đứt huệ mạng người, sân giận là búa bén giết người, sân giận là bánh xe lửa địa ngục. Thật muốn trừ sân hận chỉ có tham tiền. Như biện pháp trừ rút củi đáy lò ngoài pháp này ra đều là quậy nước để ngưng sôi mà thôi, tức là trừ cái sân hận không có cái phương pháp nào hay bằng cái phương pháp tham thiền, bởi vì nó có cái nghi tình, nó có công năng cắt đứt tất cả những cái trần đau phiền não. Nếu mà nghi tình thì mình thành khối á thì như là nó tự tan vỡ, tự tánh mình tự hiện, tức là nó có công năng cắt đứt mạng căn sinh tử của chính mình. Duy chỉ có pháp tam thiền là bậc nhất, cho nên cách mà đối trị là dễ nhất á. Cái cách đối trị của nơi kinh điển bố thí thì dứt sân tham, còn là sân hận thì lấy từ bi mà đối trị. Cái từ bi đối trị cũng không bằng cái đề tham khởi đầu, bởi có cái nghi tình ở nó, cái công năng nó rất là lớn. Rồi đến thế bà thứ 33 của quyển 2 tổ dạy tiếp chúng ta rằng cái ngăn ngừa giới dâm là người thân thiền phải biết thân là gốc của dâm. Người xưa nói do dâm dục mà chánh tánh mạng, tức nó là căn bản là chánh tánh. Mà người thân thiền á thì lấy cái câu thoại đầu á, nạo sạch chánh tánh, cái này ở Kinh Lăng Nghiêm Phật nói rất là rõ. Và chỉ có cái tu thôi, còn cái trong thiền thì chỉ đề khởi câu tội đầu thì mới nạo sạch cái chánh tánh của dâm dục, mới cắt đứt được mạng căn sinh tử của mình. Cho nên tổ nói ái dục làm nhân, ái mạng làm quả, dục ái sanh, mạng từ dục có. Lời Phật rõ ràng đâu dám trái nghịch. Người hành đạo phải đề phòng dâm như đề phòng lửa, đề phòng ái như đề phòng giặc. Lửa không đề phòng thì bị thiêu đốt thành tro, giặc không đề phòng thì bị cướp hết của cải. Thật rất quan hệ đến sinh mạng và tài sản của chúng ta. Mạng tức là pháp thân huệ mạng, tài tức là sắc sành tài công đức, không phải là việc nhỏ vậy. Lúc tham thiền đắc lực, có người hỏi đã được đắc lực thì đâu cần phải đề phòng. Thế nên biết công phu đắc lực không phòng dâm mà dâm tự sanh tịnh. Có niệm phòng dâm thì khó làm công phu. Người trung hạ dụng không tham thiền phải cẩn mật phòng dâm. Phạm dâm đâu chỉ phạm một lần mà còn tái phạm. Có niệm phòng dâm chưa được gọi là công phu đắc lực, bởi vì có niệm phòng cho nó có tác ý, chỉ cần đề khởi câu thoại đầu nó không có tác ý thì là nó tự dứt. Nhưng nếu phạm dâm thì bị gọi là người có tội lỗi của pháp môn. Hình thái của phòng dâm là ba nghiệp chưa động đã đủ tâm dâm bại ác. Của thân và miệng khởi ra thì tràn trề dâm dục, thấy nữ sắc thì động tâm dâm, lỗi có thể tha thứ. Thấy nam sắc động niệm dâm thì khó thoát khỏi tội nặng, tức là cái giới tính á. Ví dụ người nam mà thấy người nữ mình động tâm dâm thì tội, nhưng mà nó nhẹ. Người nữ mà thấy người nam á động cái tâm dâm nó khởi lên á thì tội nó nhẹ hơn. Là giữa cái người nam gặp người nam, người nữ gặp người nữ, cái gọi là giới tính á, thì cái này nó tội nó nặng hơn, bởi dùng cái tâm lực mạnh nó mới có cảm thọ, cho nên tội nó nặng hơn.
Con người cố chạm thân thể, con người hôn môi, con người tặng nhau đồ vật, con người hứa hẹn riêng tư, con người xăm dâm nơi miệng, con người xăm dâm nơi bàn tọa, con người bị cưỡng bức dâm, con người yêu nhau dâm. Chỉ có tội đồng thái với nhau là dâm nặng nhất. Đồng với tội thất nghịch, bị phán ở địa ngục A Tỳ, chịu tội bốn đại kiếp, tăng cùng với người nữ dâm, xử tội A Tỳ địa ngục một đại kiếp, cùng với người đồng thái dâm, thì tội đọa bốn đại kiếp, tức là cùng cái giới tính mà tạo cái sành dâm đó, thì bởi dùng những tâm lực giống như một cái ngọn điện đi, nếu mà điện vuông với vuông không á thì nó không có cháy, nếu nếu có cháy thì nó có đỏ chút xíu thôi, còn á hai cái nguồn điện âm và dương á thì đèn nó liền cháy. Cũng thế nam với nữ á, gặp nhau á, thì đó là phạm tội á, tức là nó gặp nhau là nó cái tâm dâm nó nổi dậy để tạo thành tội. Còn đồng thái là phải dùng cái tâm lực cho mạnh hơn, do đó cho nên bị đọa tới bốn đại kiếp. Còn nam với nữ mà phạm giới á thì chỉ đọa một đại kiếp mà thôi, cho nên tội gấp bốn lần. Người thế gian nói vạn ác dâm đứng đầu, tâm thiện thì hiếu đứng trước, huống là tăng sĩ ư? Thế gian một chồng một vợ là chánh dâm không có lỗi, nếu một giờ nửa khắc có hai vợ là tà dâm có lỗi, nếu một vợ một chồng là chánh dâm không lỗi, nếu vợ có hai chồng là tà dâm có lỗi. Tăng sĩ giữ giới, tà dâm chánh dâm đều phải trì cho thanh tịnh, nếu có chút không thanh tịnh có nhân duyên đến sẽ bị tội ở chốn tam đồ, tức là địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nếu muốn trì giới dâm cho thanh tịnh không chút vi phạm, chỉ có một pháp tham thiền là trì sạch hết. Sao vậy? Vì ngay lúc tham thiền tuyệt tướng nhân ngã, thì còn vật vị là vật dâm. Tham thiền được xấu thì đoạn được mạng căn sanh tử, không những dâm căn dâm chủng đều bạch, mà tất cả để gieo giống dâm cũng triệt để bỏ luôn. Bậc tiểu thì thành La Hán, bậc trung thì thành Bồ Tát, bậc đại thì thành Phật vậy. Tức là trừ cái bệnh này thì chỉ có tham thiền thôi, là bất cứ một cái bệnh nào trên thế gian này là chỉ đề khởi câu thoại đầu có nghi tình là bình yên nhất, mà có nghi tình thì là không có thể phạm bất cứ cái giới nào, dù là tội nhẹ cũng không có nữa, bởi vì tâm không có móng móng lên, tức là tội nhẹ mà thành ra tội tâm móng, mà không có tham thiền là thành ra tạo tác, mà tạo tác thì lỗi rất rất là nặng. Rất dễ, bài 34. Tổ dạy rằng người thâm thiền phải biết pháp nào là pháp rất dễ hành, pháp nào là pháp rất khó hành. Nếu không biết rành rẽ khó dễ thì rốt cuộc bị sự khó dễ chuyển. Sao vậy? Tất cả các pháp thế gian chẳng phải học 3 năm, 5 năm thì không thể xuất sư. Làm một thiên văn chương còn phải mất 10 năm nghiên bút mới có thể đạt đến địa vị nhân văn, tức là nhà văn đó, đạt đến cái chỗ là văn nhân, tức là nhà văn nhà thơ, mà được như thế là phải học rất là nhiều năm. Cho nên ngoài ra bất cứ nghề nghiệp nào cũng phải học mới biết. Ăn cơm rất dễ
còn phải mất thời gian 8-9 phút, 10 phút. Đi vệ sinh là còn phải mất thời gian đến 2-3 phút. Duỗi tay rất dễ, còn phải mất thời gian một cái duỗi. Động chân rất dễ, cũng phải mất thời gian của một cái động. Người đời thường nói học Phật rất dễ, song cũng có thời gian tương đương. Lại nói niệm Phật rất dễ, đến lúc thọ dụng phải niệm đến sau khi chết còn khó liệu được có sanh phương Tây hay không. Tất cả mọi sự học Phật không có gì dễ bằng tham thiền. Có người tham một ngày thì được ngộ, có người tham một giờ thì được ngộ khai ngộ, có người tham vừa tham vừa ngộ, có người mới dự bị tham mà ngộ. Có người không tham mà ngộ, mục đích rất dễ, một phen ngộ liễu liền. Liễu tức là thành Phật, tức là có nhiều vị vừa nghe qua là đã tỏ ngộ. Ngài Giáp Sơn á thì là trong giây phút là ngộ, lúc đến ngài cũng đã có tỏ ngộ chưa thấu triệt. Ngài đã ra dạy chúng, dạy chúng rồi thì là ngài đức thành á, với ngài độ ngộ, và ngài một vị nữa tức là ngài Nhâm Đầu, ba vị cùng là đệ tử của ngài Dược Sơn Viên Hiển. Ba người ra đi từ từ giả ngài Dược Sơn đi rồi, đến ra một đoạn đường mỗi người đi một hướng đó, thì ngài Đức Thành tức là Hòa Đình Thiền Tử, ngài nhắn với cái hai sư huynh của mình, nói hai sư huynh sau này có lên núi dựng tông phong lập tâm chỉ hoằng hóa lộ sinh, thì hãy mất cho một cái vị nào được nửa người. Được nửa người tức là ngộ chưa triệt để đó, thì chỉ cho đến triệu đệ. Để mà đáp ơn thầy tổ, rồi ngài cho đi đến cái bến Hoa Đình, ở nơi đó có một cái dòng sông mà chèo thuyền qua ngài, thì ngài bơi thuyền qua lại để sống thôi. Thì ngài Giáp Sơn Thiện Hộ đã dạy chúng, có một vị tăng bước ra hỏi thế nào là pháp thân, thì là ngài đáp rằng pháp thân không có dấu vết. Thế nào là cái pháp nhãn, pháp nhãn không có bệnh. Rồi ngài Đạo Ngô đang ngồi ở dưới nghe vậy, ngài tắt tiếng cười. Thì ngài Giáp Sơn á, ngài mới là bước xuống hỏi liền: tôi đắc thọ vừa rồi có điều không đúng hay sao mà Khương Thượng Tọa bật cười? Thì ngài Đạo Ngộ nói rằng để nhất đẳng thì được, nhưng mà ngài chưa có thầy, tức là đáp thì đúng nhưng mà không có thầy ấn chứng. Thì là ngài Giáp Sơn nói thì thầy vì tôi đã ấn chứng. Nó không, ông hẳn có đến mà cái chỗ gặp một vị trên không có mái tranh che đầu, dưới không có đất không dùi, người này đã chỉ cho ông. Thì ngài giải tán đại chúng mới đến gặp Hòa Đình Thiền Tử. Thì ngài hỏi chứ đại đức trụ trì ở đâu, thì ngài Giáp Sơn nói là nó trụ trì tức chẳng đúng. Thì ngài Hòa Đình quở nói là học ngôn ngữ này ở đâu, nếu mà một câu hợp đồ ngữ thì muôn kiếp cột cọc lừa, tức là cái cột nó cột, cái cọc nó cột con lừa đó. Thì là qua lời đó đáp bây giờ hồi rồi ngài Hòa Đình mới hỏi là 1.000 phất tơ bỏ xuống đầm sâu, ý tại đầu sợ đó, hãy nói mau nói chuyện như thế nào, nói mau nói mau. Thì ngài Giáp Sơn vừa mở miệng thì ngài Hòa Đình Thiền Tử á, lấy cái chèo đập rớt xuống sông, rồi ngài mới bơi vô,
Rồi ngài qua định thì biểu nói mau, nó con ngộ rồi, con ngộ rồi. Rồi sau đó mới được ngài qua định trường tử ứng chứng, tức là trong giây lát, trong cái giây lát thì mình thắc mắc trong giây lát, rồi qua cái lời đáp của mình không đúng thì chưa có đáp đó, thì rồi bị ngài qua định đánh cho một chèo rớt xuống sông ngộ liền. Cho nên tổ sư nói là vừa tham một chút là liền ngộ. Và rất nhiều vị là một nghe ngàn ngộ được đại tổng trì. Đây là lời giải thích của tổ sư ngày xưa đó. Là đời trước thì đoạn đường là 1.000 bước, mà các ngài đi được là 999 bước. Đời sau chỉ cần nghe qua một là ngộ liền, tức là chỉ cần bước một bước nữa thôi. Cho nên ở đây tổ Lợi Quả nhắc lại, tất cả mọi sự học Phật không có gì dễ bằng tham thiền. Có người tham một ngày được ngộ, có người tham một giờ được khai ngộ, có người vừa tham vừa ngộ, có người mới dự bị tham mà ngộ, có người không tham mà ngộ. Mục đích rất dễ đạt, một phen ngộ liền liễu, liễu tức là thành Phật. Tức là đời này chúng ta đi mới có 5-3 bước thôi, mà đoạn đường nó là cả 1.000 bước. Còn tổ sư các ngài mới vừa tham điền ngộ là đời trước đi hết 999 bước, chỉ cần một bước cuối cùng nó là ngộ đó. Cho nên cái pháp tâm thiền nó là đạt đến cái chỗ là như thế. Hoặc có người không chân thật tham thì ngộ chậm, người chân thật tham thì lập tức ngộ. Tại sao thế? Tất cả pháp thế gian có học mới biết, không học không biết. Duy chỉ có một pháp tham thiền này, không học cũng biết. Không học cũng có thể biết. Tất cả sự học đều hướng về thế gian học. Chỉ có tham thiền là hướng về tâm học. Tâm của loài người cùng loài chẳng phải người. Tâm của hữu tình, vô tình đều đồng một tâm. Tham và tạo thẳng chẳng ra ngoài một tâm của đương nhân. Tham thì thành Phật, tạo thì thành chúng sanh. Tham thì không tâm, tạo thì có tâm. Tham thì xong tất cả hữu tình và vô tình, tạo thì nghiệp quy về chúng sanh luân chuyển. Phải biết tâm tham thì lâu ngày dần dần không, tâm tạo thì lâu ngày dần dần có. Không thì thành chư Phật, có thì thành chúng sanh. Thế nên biết tất cả mọi việc chẳng hỏi đến tâm, chỉ riêng một pháp tam thiền này không thể rời tâm. Tức là đi đứng nằm ngồi ăn uống ngủ nghỉ, làm tất cả các việc mà chúng ta tham đắc lực, thì cái người đó mau thành tựu. Bài số 35 tổ dạy chúng ta là thật tốt hay là rất tốt. Người tham thiền trước tiên phải biết lựa chọn pháp lợi độn, tức là nhanh chậm. Pháp tốt xấu, pháp lợi thì ngộ tâm, pháp độn thì lo làm việc thế gian. Pháp tốt là tham thiền, pháp xấu là tạo nghiệp. Người tu hành rất cần phải thận trọng chọn lựa đường đi. Một bước đầu tiên đừng để sai lầm. Cho nên đi đứng vạn dặm quan trọng ở bước đầu tiên. Tức là mình bước đầu tiên đúng thì là đi nhanh thì là đến nhanh, mà đi chậm đến đến nhậm chậm. Còn chúng ta mà đi lệch thì là vĩnh viễn không bao giờ quay lại được. Cho nên cái lựa chọn rất là quan trọng. Đối với tăng ni và Phật tử bước đầu chúng ta học Phật đó, là sắc Bồ Đề Phần có cái là trạch pháp đó. Trạch pháp giống như chúng ta mà đi vào đại học á thì phải chọn khoa, rồi mình thi mình học cái khoa
cái khoa đó bác sĩ kỹ sư, còn mình chọn cái pháp tâm thiền niệm Phật trì chú, mà trong tất cả các pháp đó, thì pháp tâm thiền là tối ưu, là bậc nhất, cho nên luôn luôn chư tổ bao giờ các ngài cũng đề cao, bởi vì bản thân các ngài đã thành tựu. Ngài Lai Quả ngày sau có 2 năm, mà 24 tuổi ngài bắt đầu tâm thiền, đến năm 26, 25, 26, 27 tuổi ngài kiến tánh, tức là 3 năm. Còn ngài Ngược Khê đó, 22 tâm thiền, 24 tuổi thì ngài kiến tánh. Còn ngài Hưng Vân đó, là 20 tuổi tâm thiền, 49 tuổi ngài mới kiến tánh. Và tùy theo cái sự hành trì của mỗi mỗi vị, từ cái nhân duyên của đời đời trước. Như nhà cửa của ta ở hướng Bắc, mà bước đầu tiên lại đi về hướng Nam, dẫu cho ông có đi suốt bao nhiêu năm cũng không có thời tiết đến nhà. Càng vội vã đi, càng khó đến nhà. Bỗng gặp người tham thiền quen hỏi, ông đi đâu mà vội vàng như lửa đốt vậy? Bộ lạc đường rồi sao? Người đi đường đáp, chính vì muốn đến nhà, tôi đã đi suốt 30 năm rồi mà vẫn còn ở giữa đường, lòng nóng như lửa đốt. Người tham thiền hỏi, ông có thật muốn về đến nhà chăng? Người tham thiền đáp, thật muốn. Người tham thiền bèn dạy cho pháp tham thiền, người ấy ngồi xuống nhắm mắt, tâm chẳng tưởng đến con đường, cũng chẳng tưởng đến nhà. Dây lâu bỗng nói, xuống tay pháp tham thiền này thật rất là tốt. Vì sao? Vì con đường của thế gian đi lầm vạn dặm, phải trở lui lại vạn dặm mới về được lại chỗ cũ. Còn ở đây ngồi một lát, không cần lùi lại vạn dặm mà lập tức đến nhà, mới biết thiền tông có sự chứng minh đường không rời nhà, nhà tức là đường. Người thế gian tuy lạc nhà vạn dặm nhưng cũng chưa ra ngoài cửa một bước. Dù người phỉ báng Phật mà đâu biết chính mình là Phật vị lai, dù người phỉ báng Pháp mà đâu biết đại pháp là nói tâm pháp của mình, dù người khinh khi chư tăng mà đâu biết chư tăng là tương lai, là người ân chỉ dạy ta học Phật. Bất quá người tin thì thành Phật sớm, người phỉ báng thì thành Phật muộn mà thôi. Có người hỏi, muộn bao lâu mới thành Phật? Đáp, nếu người phỉ báng Tam Bảo là tạo nghiệp A Tỳ, lấy 8 vạn đại kiếp làm trời phi phi tưởng, là một ngày đêm của địa ngục A Tỳ, còn các nghiệp khác thì thời gian bị đọa lạc số kiếp ít hơn. Người hỏi ấy, từ nay về sau tôi chẳng dám phỉ báng Phật Pháp Tăng mà phải gấp học Phật Pháp Tăng. Vì sao? Nếu tạo nghiệp ác này một khi bị đọa lạc không biết đến lúc nào ra, do đó chẳng những hôm nay tôi rất hổ thẹn quyết chí tham thiền, mà còn khuyên người thân thích kẻ quan biết của tôi và khắp thiên hạ nên thức tỉnh hoài đầu xem thế giới đẹp như trăm hoa sớm nở tối tàn, không có gì trường cửu. Vợ đẹp con ngoan, công danh phú quý đều như giọt sương mai, ngay cả thân này còn không phải của ta, huống là các gì khác. Chỉ có tham tiền là việc thật tốt. Tại sao thật tốt? Phải biết người tham tiền thể ngộ là đi thẳng vào nhà chư Phật, bảo ta sanh phương Đông rồi sanh phương Tây,
ta nhất định không đi, ta cùng Phật sánh vai, cùng Phật đồng ngồi. Ở thế gian đâu có cái tốt này, thật tốt không có gì sánh bằng vậy. Tức là tham thiền là tốt bậc nhất. Làm gì làm các pháp khác thì cũng được, nhưng mà không bằng pháp tham thiền. Tôi dạy chúng ta bài thứ 36 là trực tiếp. Người tham thiền một pháp này không động trước, tôi không động bước cũng có thể liễu. Liễu là liễu ngộ đường về nhà. Không đi đường cũng có thể liễu. Liễu tức là thấu suốt rõ ràng, tức là thấu lại bản tâm của chính mình, cũng gọi là liễu. Liễu là xong việc đó. Người ngày xưa đó thì dùng danh tự liễu để chỉ cho một cái đời người. Ví dụ như là ông thầy A gặp ông thầy B, rồi nói rằng bữa nay là ông thầy C liễu rồi, tức ông đã chết rồi đó. Thì chữ liễu ở đây là mình thấu suốt, đạt đến cái chỗ cuối cùng. Còn chỉ cho con người á là đã chết rồi. Chư liệu nó rất diệu nghĩa, mà chư liệu trong tâm thiền á tức là thấu suốt lại cái bản tâm của chính mình, tức là giác ngộ. Không gánh gánh cũng có thể liễu, gánh gánh nặng cũng có thể liễu, kẻ ác người thiện cũng có thể liễu, người trí kẻ ngu cũng có thể liễu, làm quan to làm lão gia cũng có thể liễu, người làm ruộng người buôn bán cũng có thể liễu, gái trai lớn nhỏ cũng có thể liễu, già trẻ nghèo hèn cũng có thể liễu, kẻ gánh phẳng người bán dưa cũng có thể liễu, người xuất gia kẻ tại gia cũng có thể liễu, không chịu liễu cũng có thể liễu, chịu liễu lại càng có thể liễu, ăn cơm cũng có thể liễu, đi đái đi ỉa cũng có thể liễu, giết người cũng có thể liễu, cứu người cũng có thể liễu, hủy bán tam bảo cũng có thể liễu, kính tinh tam bảo cũng có thể liễu. Đấy là hữu tình liễu đạo. Hư không cũng có thể liễu, đại địa cũng có thể liễu, gạch ngói sỏi đá cũng có thể liễu, cỏ cây rừng rậm cũng có thể liễu, cục bùn cục chó cũng có thể liễu. Đây là vô tình liễu đạo. Lại hỏi, hữu tình liễu đạo còn có thể tin, chứ vô tình liễu đạo thật khó tin quá. Đáp, tôi nói người tin thì thành Phật, người không tin thì thành chúng sanh. Nếu nói không tin vô tình thành Phật thì hữu tình thành Phật, ông có thể tin chăng? Thử hỏi, ông là một phần tử hữu tình, ông có thể tin ông thành Phật chăng? Ông nếu ông tin thành Phật thì ngoan không có thể thành Phật. Ông còn không tin ông thành Phật thì cục gạch biến ngói thành Phật. Ông đương nhiên không tin, cũng có không có thể gì lạ. Rõ ràng là Phật, rõ ràng cùng Phật đồng thể. Sờ sờ trước mắt mà không tin, sao mà mê chi lắm vậy? Nếu người biết được mắt thấy là người nào, tai nghe được là người nào, thân cử động là người nào, tâm suy nghĩ là người nào, chiêm bao là người nào, nghĩ ra không phải người nào khác mà chính là ta. Chữ ta là tự tánh Phật đó, ta là chính mình là Phật đó. Nếu mà mình không có tri kiến Phật á thì tu không cách nào mà thành tựu được. Nghỉ ngơi cũng là ta, ta cũng là ta, chết rồi đem chôn dưới đất, có thể nói là ta chăng? Buổi sáng nói chuyện là ta, buổi chiều chôn xuống đất có thể là ta chăng? Cứ như thế mà nói chuyện là ta, chôn xuống đất không thể nói không phải là ta. Châu ơi, thật không hiểu nổi,
Tôi suy nghĩ lui, việc thế gian không hiểu có thể gác qua một bên, còn việc của chính mình như không hiểu thì tương lai chẳng lẽ bị chôn vùi dưới đất sao? Đâu dám nhận ta là ta? Chẳng lẽ ta ngủ trong trong đất? Việc của ta càng nghĩ đến càng nóng ruột. Nghe nói người tham thiền có thể biết, liền chạy đến hỏi: tương lai tôi chết vì xuống đất, xin hỏi ngài cái gì là tôi? Người tham thiền này đáp: ông muốn tìm cái ta thật của ông phải chăng? Đáp: phải. Người tham thiền mới bảo người kia xuống nhắm mắt lại, rồi hỏi: không nghĩ thiện, dừng một lát rồi hỏi: niệm thiện có chăng? Đáp: không. Lại bảo: không nghĩ ác, dừng một lát rồi hỏi: còn có niệm thiện chăng? Đáp: không. Người tham thiền mới bảo: thiện ác không nghĩ ngay, khi ấy chính là bổn lai diện mục của ông. Người ấy nói: ngộ rồi, ngộ rồi, ngộ rồi, và khen rằng một pháp tham thiền này thật là cực tích. Cho nên ở thế gian cũng có một cái câu chuyện mà sự thật chúng ta không có thể chấp nhận, và nói mình là Phật không ai dám nhận đâu. Cho nên có một cái sa di cao đó, thì giờ ngài đã kiến tánh, gặp ngài Đạo Ngô hỏi, thì giờ là ngài sa di cao trả lời rằng mọi người đâu có sẵn là không dám nhận, chứ nhận nhận ngay cái chính mình là Phật rồi. Thì ở thế gian có câu chuyện là hai người bạn thân với nhau, là một hôm buổi sáng mặt trời lên, chim hót cây cối xanh tươi, gió thổi mát, rồi hai người đi dạo, thì một cái người tên là giả dối, và một người đó là chân thật. Thì anh giả dối nói: ở cảnh này đẹp quá có phải không? Thì anh chân thật nó đúng thế. Rồi hai người đi một vòng tới một cái suối nước rất là trong trẻo, và nắng cũng lên rồi, rồi thọc tay xuống thấy mát, thì cái anh giả dối nó thì nước này trong mát quá thôi thì mình xuống tắm. Thì cái anh chân thật cũng đồng ý, thì cái anh giả dối ảnh cởi đồ nhảy xuống trước. Rồi cái anh chân thật á, anh mới nhảy xuống sau, thì ngay lập tức cái anh giả dối anh trèo lên, anh mặc cái bộ đồ của cái anh chân thật, anh chạy. Rồi cái anh mà chân thật ở dưới dòng suối đó mà thấy cái anh giả dối mặc đồ của mình, mới nhảy lên mà rượt theo để đòi. Mà hai cái anh giả dối cắm đầu chạy từ ở chỗ mà núi rừng mà chạy đến cái phố thị, mà chạy đến đâu mà gặp người ta cứ nhìn, mà anh sự thật cảnh quên mình đó, không có mặc đồ đi, cứ cắm đầu rồi rượt theo cái anh giả dối để lấy bộ đồ của mình. Mà chừng ngó lại cái thấy sự thật, lúc đó anh mới bắt đầu quay trở lại suối, lặn mất tiêu luôn. Từ đó về sau đó, thì cái anh giả dối mặc được cái bộ đồ anh chân thật đó, thì đi đâu nói cái điều gì cũng giả dối, nhưng mà ta tin cái anh giả dối là thật, bởi vì mặc bộ đồ của anh chân thật mà. Còn cái anh chân thật cái anh lặn xuống suối mất tiêu. Thì ở đây cũng thế, tôi nói rất là chân thật nhưng mình không có tin. Bây giờ cũng rất nhiều người không có tin cái pháp thanh thiền, kể cả người xuất gia, mà kể cả những người học học quyên thông có bằng tiến sĩ cũng vẫn không tin pháp thanh thiền, mà nói rằng là do cái người sau bày đặt, chứ không tin bắt nguồn từ Đức Phật Thích Ca. Phật Thích Ca là sơ sơ tổ, tức là thủy tổ, thân truyền cho ngài Ca Diếp là sơ tổ, ngài A Nan là tổ thứ hai, Xu Na Hòa Tu là tổ thứ ba, cho đến tổ Bồ Đề Sắc Ma thứ 28 sang Trung Quốc là sơ tổ, rồi cho đến lục tổ Huệ Năng là tổ thứ sáu, rồi cộng chung lại 28 với 6 là 30, 33 vị tổ. Người ta không tin, tin là do cái người
ngồi xem học bài đạo. Cái làm gì rồi cái thấy sáng thành Phật. Và chúng ta thấy á, thời xưa ngài Đức Sơn Tiên Giám á, là một cái người học Phật rất uyên thâm. Lúc còn nhỏ còn thiếu thời đó, thì ngài đã đào thông tất cả những kinh luận, mà thậm chí ngài giảng kinh Kim Cang, ngài sớ giải kinh Kim Cang luôn. Rồi một hôm đó ngài mới nghe người ở phương Nam nói tức tâm là Phật, nếu thấy được bản tâm thì thành Phật. Ngài không chịu, ngài mới nói rằng cái người học phàm là sa môn, ngàn ngày á là học cái hạnh của Phật, ngàn ngày học quay nghi của Phật, phải trải qua ba tăng a kỳ kiếp mới được thành Phật. Cái bọn ma phương Nam nói á, ngộ tâm này là Phật, đó là thiên ma ngoại đạo, ta phải rường tận hang ổ cái bọn ma phá tan xào huyệt của bọn ma này để báo ơn Đức Phật. Rồi ngài khăn gói lên đường quay theo cái bộ Thanh Long Sớ, tức là giảng giải kinh Kim Cang, rồi đi đến chỗ ngọn nói của ngài Long Đàm đang ở. Rồi trước khi lên ngọn núi đó, ở tại phương Nam đó, thì ghé vào một cái quán cơm chay, thì bà lão đã thấy là cái người chủ quán, mới thấy ngài quải hành trang, thì mới hỏi chưa đại đức ngài quải cái gì đó. Thì nói là tôi quải là Thanh Long Sớ. Thì bà lão mới nói nếu như thế thì cho lão già đây hỏi một câu, nếu đại đức đáp được thì là lão cúng dường, còn nếu như mà đại đức đáp không được thì tôi không bán. Thì ngài Đức Sơn nói ừ, bà hỏi đi. Thì là bà lão hỏi rằng như trong kinh Kim Cang nói, tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc, vậy đạo đức điểm tâm nào? Ngài không đáp được. Rồi ngài là khăn gói lên đường. Thì bà lão nói thôi đại đức đừng đi đâu, hãy lên trên ngọn Long Đàm đó, trên đó nó có ngài Sùng Tín. Thì ngài là lặn lội lên, thì là thấy ngài Long Đàm đang ở trước sân chống gậy. Thì ngài là Đức Sơn á Tiên Giám mới hỏi rằng nghe đồn Long Đàm mà đến đây á, đàm chẳng thấy mà rồng cũng không. Thì ngài Sùng Tín nói rằng đại đức gần đến được Long Đàm, ngài mịt mù không đáp được, cho nên ở lại đây. Ở lại đây mới là tham vấn học với ngài Sùng Tín. Một hôm cũng trời tối, ngài đang hỏi thoại, rồi trời cũng khuya, ngài Long Đàm Sùng Tín nói thôi khuya rồi ông về đi. Thì ngài bước ra cửa nhìn thấy trời đang tối, thì bước qua bước cho vô mới nói ở ngoài tối thui à. Rồi ngài là Sùng Tín á, mới cầm cái đèn đốt mồi vô mới đưa cho ngài Đức Sơn. Thì ngài Đức Sơn con lấy, thì ngài Sùng Tín thổi tắt ngay cái thổi tắt đó, là ngài Đức Sơn ngộ triệt để và thốt lên rằng từ đây về sau không còn nghi các nơi nữa và ở lại hầu ngài Long Đàm Sùng Tín và sau nói pháp ngài Sùng Tín. Chính ngài Đức Sơn là cái người cũng đã không tin, nhưng mà thiện căn khởi phát rồi đi đi phá tan sầu huyệt cái đời ông Phật mà. Nhưng mà khi qua một bà lão, mà bà lão này cũng đã kiến tánh, cho nên chỉ hướng cho ngài Đức Sơn lên ngọn Long Đàm để gặp ngài Sùng Tín. Cho nên cái pháp tâm thiền á nó rất là dễ, nhưng mà người ta có tin học Phật phải trải qua ba a tăng kỳ kiếp mới thành Phật đạo. Chỗ này nói tức tâm là Phật, là thấu rõ được là Phật,
không thể tin nổi. Cho nên lời giảng dạy của chư tổ khó tin, nhưng mà đây là cái thật bậc nhất. Nhưng mà cái anh mà mặc cái áo chân thật á, của cái anh chân thật đó, nói cái gì ta cũng tin hết á. Còn cái anh nói thật thì khó nghe lắm, chưa thật thì khó nghe. Bài thứ 37 là cái tâm muốn độ người. Đây là cái bệnh chung của cái người học Phật. Mình học tâm sâu rồi thấy người kia chưa biết đạo thì mình muốn người ta thì là cùng giống như mình. Nhưng mà tổ dặn á, mình phải tùy duyên. Cái người đó có thiện căn là muốn đồng học với mình mới nói, còn không phải á thì mình nói ta sân phỉ báng. Cho nên muốn độ người, người thâm thiền chưa thuần thục, ngồi chưa quen chân, công phu chưa biết dụng mà tự xưng là thiền sư, tự xưng là liễu thoát, tự nói là được cai ngộ, cảm thấy chính mình đã minh liễu, có tâm muốn độ người. Mới đây á, thấy ở trên có mấy vị họ đồn ở bên Mỹ có thầy Diệu Thiệt. Thầy Diệu Thiệt đã minh tâm kiến thánh, giờ thầy đang dạy người ta tu. Mình chưa biết họ dạy như thế nào, nhưng mà nghe đồn thôi, mình cũng chưa được người thầy nói như thế nào mà dạy người ta như thế nào. Mà Phật tử đưa hình ảnh cái vị tăng đó còn trẻ trên dưới 40 thôi mà đã kiến tánh rồi thì người ta ca tụng dữ dội lắm. Thì không biết sao, nhưng mà ở đây tổ dạy nè, người tham thiền chưa có thuần thục, ngồi chưa quen chân, công phu còn chưa biết dụng mà tự xưng là thiền sư, tự xưng là liễu thoát, tự nói là khai ngộ, cảm thấy chính mình đã minh liễu, có tâm muốn độ người. Cho nên tổ sư á, ngày xưa đó, các người ngày mà mình đã kiến tánh rồi á, hỏi đến các ngài cũng đâu bao giờ nói mình đã kiến tánh, mà nói đã kiến tánh cũng chẳng sao. Cũng như hòa thượng Di Lực á, thì người ta hỏi cho hòa thượng kiến tánh chưa, nói là tôi chưa kiến tánh, tôi chỉ biết cái pháp để mà chỉ dạy cho các vị, mà các vị kiến tánh là nhớ là độ tôi trước, tức là nhớ là độ tôi sẽ học với các vị. Thì có người hỏi hỏi tiếp, nếu mà hòa thượng chưa kiến tánh á, tại sao hỏi đâu đáp cái đó? Thì hòa thượng nói rằng là tôi á nương theo cái câu hỏi của các vị mà tôi trả lời, chứ đâu phải kiến tánh đâu. Đó tức là cái người đã kiến tánh không bao giờ mình chấp nhận mình là người kiến tánh, mà nói kiến tánh cũng không có lỗi nữa. Mà có nhiều người dồn riết á, tức là hỏi tới tấp nhiều lần cứ hỏi đi hỏi lại á, thì hòa thượng trả lời rằng tôi là cái người được giải ngộ. Giải ngộ tức là người hiểu biết thôi, nói chứ đó cũng không có lỗi, kiến giải thôi, hiểu biết thôi. Mà chữ ngộ theo thế gian á, mà theo cái văn tự á, ngộ là hiểu biết, mà nói theo cái nghĩa rốt ráo á, ngộ á là thấu rõ lại chính mình. Còn nói chữ giải ngộ tức là sự kiến giải, sự hiểu biết mà thôi thì không có lỗi. Dầu người đã kiến tánh nói cũng không sao, mà người phàm phu nói như thế cũng không có lỗi, bởi vì mình có cái kiến giải, cái giải ngộ được như mà nói như thế, chứ không phải là người người tỏ ngộ. Mình chưa ngộ hay mình được cái hiểu biết mà xưng thiền sư á thì có lỗi, có lỗi. Cái nào mình tỏ ngộ rồi thì mình nói không sao, mà chưa chưa tỏ ngộ mà người khác khen mình á thì cũng không được nữa, mình phải đính chánh liền. Cho nên ai hỏi cái gì thì hòa thượng liền liền phủ định.
Có người hỏi: ông nói ông đã minh liễu, tôi xin hỏi ông một câu, một ngày ăn mấy chén cơm là ai ăn? Vì muốn độ người này, con mắt trợn dọc, đỏ mặt thất sắc, nuốt nước miếng không biết đường trả lời. Nếu hỏi thêm nữa thì không có chỗ dung thân. Người ấy tự nghi mình bị người ta hỏi một câu mà không thể mở miệng, may mà người ta không hỏi nữa, chứ nếu hỏi nữa chắc mình phải bỏ trốn. Tự nghĩ rằng một ngày ăn mấy chén cơm còn không biết ăn cơm là ai, thì mình há chẳng phải là kẻ đại phàm phu sao, mà dám nói độ chúng sanh. Thật là rất khổ thẹn, phải mau mau đem cái tâm độ người buông bỏ, đem cái việc độ người liền đi. Trước hết phải chuyên ngôn, đem cái việc lớn của chính mình ra làm cho xong rồi mới tính đến chuyện độ người. Mới bị người ta hỏi làm không mở miệng được, bây giờ phải nghĩ từ chỗ nào hạ thủ, nghĩ phải đi đến chỗ nào tham thiền mới có thể làm xong một việc này. Liền quải gói hành trang đi vào Tòng Lâm. Vừa vào Sơn Môn, bị chấp sự quát: đồ sơ tham, lại quát thằng khốn nạn, quát đến hồn phi phách tán, rất đáng sợ. Thấy như thế nghĩ rằng không biết về sau ta còn phải gặp chuyện gì nữa mà hai chân run rẩy. Nghĩ rằng thấy chấp sự quát, thằng khốn nạn quát, đồ sơ tham, ở đây còn cho ta mở miệng chăng? Tức là ngài lấy quả ban đầu đã đến không ân á, thì ngài cũng bị người nạt và nó không biết quy củ. Một ngày ăn 200 hương bản, làm cái gì trật là đánh, làm cái gì trật là đánh, đánh không phải là